cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị khán giả, tất cả các bạn anh chị là vì cái bất tiện chỗ ngồi ngày hôm nay. Và em cũng hy vọng rằng là hãy từ những bất tiện đó mà chúng ta sẽ để thành những thứ tiện ích nhất. Không biết là tiện ích như thế nào nhưng ngày hôm nay ấm cúng đúng không ạ? Và cảm thấy là cái buổi họp báo bên cạnh có các anh chị nghệ sĩ ở đây và bạn nghệ sĩ ở đây, còn có các bạn fan sau một cái Đức Phúc nữa. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện thật là thoải mái. Mời Phúc ngồi ạ. Các anh chị thân mến, có thể nói là ngày hôm nay với một cái MV mới của mình nhưng mà được quay cũng khá là gấp rút và mọi thứ được chuẩn bị cũng khá là kỹ, với sự hình như là cũng có một phần ý tưởng của Đức Phúc ở trong đó nữa về tất cả mọi thứ. Nên ngày hôm nay thì Phúc cũng đã đích thân gọi điện thoại cho Minh Dù, dặn rất là kỹ: anh ơi, anh tới sớm giùm em. Rồi anh ơi, ngày hôm nay anh nhớ là tặng hoa cho ai giùm em. Cho nên là Minh Dù thấy là cái tâm huyết của em ngày hôm nay rất là nhiều với cái sản phẩm này, đúng không? Nghĩa là sao? Những cái khi mà em làm những cái sản phẩm âm nhạc thì chắc chắn rằng là cái tâm huyết là sẽ phải để lên hàng đầu, tại vì rằng là đó là những cái gọi là những cái sản phẩm cá nhân của mình. Và nó cũng có một điều đặc biệt rằng là, như mọi người có thể để ý thì là nửa đầu năm 2018 của em là những cái sản phẩm nhạc phim, và em chưa cho ra mắt một cái sản phẩm cá nhân của mình nào trong năm 2018 này. Thì còn Yêu Đâu Ai Rời Đi, ngày hôm nay sẽ là cái sản phẩm gọi là đầu tiên trong năm 2018 này mà là sản phẩm cá nhân của em, nên em cũng khá là hồi hộp. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mà Đức Phú cũng đã dành 50 cái ý tưởng để đặt cho cái tên bài hát. Thế thì không biết là tại sao em lại muốn đóng góp rất là cao cả cho cái việc là 50 ý tưởng cho cái tên bài hát này? Thực ra là 50 là ai bảo ấy nhỉ? Ở trong cái kịch bản này là ghi 50. Ôi giời, thế thì chắc là người làm kịch bản là cũng hơi lố lố. em còn không đoán, em còn không đếm được là bao nhiêu tên. Nghĩa là sao? Nhưng mà thực ra là nó rất là nhiều tên. Tại vì là cái tên ban đầu mà khi mà anh Thuận gửi cái demo cho em ấy, nó là Triệu Lý Do Chia Tay. Triệu Lý Do Chia Tay. Dạ vâng, đó là cái tên của demo, thì em mới thấy là tên chưa được ổn lắm. Thì xong em mới nghĩ ra một loạt các tên khác nhau, và xong em còn có nhờ sự trợ giúp của Eric là kiểu để Eric kiểu nghe cùng, xong rồi bảo mày xem có cái nhầm cả, bảo cả anh Thuận nữa này, bảo cả anh Tài nữa là để xem là có nghĩ ra được một cái tên nào nữa hay không. Thì cuối cùng rằng là em cũng đưa những cái option tên của em đã nghĩ ra cho mọi người hiểu, thì đáng lẽ là cái tên cuối cùng cơ, cái tên cái tên mà trước cái tên này này em vẫn còn nhớ luôn hả? Đó. Giỏi đó. Không, cái tên mà đã chuẩn bị quyết định để lấy chính thức là lý do của cô ấy, thì là nghe xong rồi cũng thấy kiểu cũng vẫn chưa được lắm. Thì xong rồi em mới nhẩm cái bài hát, thì em ở trong bài hát nó có một cái câu hát rằng là đời người xưa trắng đen tôi cũng hiểu thấu, nếu còn yêu đâu ai rời đi. Thì em mà thấy cái câu nếu còn yêu đâu ai rời đi khá là hay. Thì ban đầu rằng là cái tên của nó lại là nếu còn yêu đâu ai rời đi. Thế xong rồi mới gửi anh Thuận, và anh Thuận ở đây những cái option tên của em này, anh xem là cái tên nào mà được. Em đang thích cái tên này này, nếu còn yêu đâu ai rời đi. Thì anh Thuận gửi lại là thôi bỏ chữ nếu đi, còn yêu đâu ai rời đi thôi. Nhưng mà anh thấy là có cái dấu phẩy nữa, còn yêu phẩy đâu ai rời đi. Dạ, phẩy là vì em muốn nhấn mạnh cái chữ còn yêu hơn. Là mọi người phải đọc chữ còn yêu, mọi người dừng lại xong mọi người mới đọc cái câu kia. Vậy bây giờ em đọc thử 2, 3. Còn yêu đâu ai rời đi. Một tràng vỗ tay cho sản phẩm mới của chúng. Để nhấn mạnh cái điều rằng là khi mà chúng ta còn yêu rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ không rời đi. Nhưng mà liệu cái điều đó có đúng hay không? Đúng. Bây giờ anh muốn hỏi một câu nè. Hồi trước cũng có một vài cái họp báo trước anh cũng đồng hành với em rồi, nhưng mà Đức Phúc có khẳng định một điều là chưa yêu ai bao giờ. Thế nhưng rằng là cái sản phẩm này vẫn lại là một cái câu chuyện tình yêu mới. Vậy thì hình như thời gian trước tới giờ là đã yêu hả? Thực ra là cũng vẫn chưa yêu được. Vẫn chưa yêu luôn. Anh biết sao? Tại vì mà có cái lý do này, khi mà em thu âm cái ca khúc này này, để chia sẻ một chút xíu, là khi em thu âm và khi em hát đến cái lời thứ hai, cái lần đầu tiên em thu demo của ca khúc này, thì thực sự là em đã có rơm rớm nước mắt khi mà em đã hát cái ca khúc này. Và em cũng không hiểu sao mà em lấy được cái cảm xúc đó từ đâu ra. Nhưng em nghĩ rằng là cái lời bài hát nó rất là chân thực. Nó chân thực cực kỳ mà khiến em mà phải em có cái cảm xúc nó rất là mãnh liệt như vậy. Có nghĩ tới ai không? Cái lúc đó em có nghĩ tới ai không? Thực ra em không nghĩ tới ai, mà em khi mà em hát và em hát cái lời bài hát thì em tự dưng nó xúc động lên. Em cũng không hiểu là cái cảm xúc đó của mình lấy ra từ đâu. Em cũng nghĩ rằng là có thể là một phần là do cái sáng tác này nó quá là hay, cái lời nó quá là hay. Thực ra có một cái điều chia sẻ mà mọi người cứ rất là hay hỏi em là kiểu em chưa yêu bao giờ, nhưng mà tại sao em lấy được những cái cảm xúc từ đâu ra để em hát được những cái ca khúc ballad
được mọi người nói là rất là tình cảm như vậy, thì em thấy rằng là em nghĩ rằng là em nghĩ đến những cái khó khăn của mình, thực sự là như vậy. Tại vì cái hồi em nhớ đến hồi thi giọng hát Việt cũng thế, khi mà em hát ca khúc Yêu Xa để cho cô Tâm thử nghe là em cũng tự dưng em khóc ở lúc đó, thì em không hiểu sao lại như thế. Thì chắc là có thể nghĩ đến những cái khó khăn của mình trước đó rồi để mình hát lên cái ca khúc đó. Và một điều nữa là